chào mừng các bạn quay trở lại với kênh Xin Lê Việt Nam. Chúc các bạn có một ngày mới tốt lành. Hôm nay tạp chí Xin Lê Việt Nam sẽ xin giới thiệu cho các bạn một cái sản phẩm rất ít người review, đó chính là chiếc xe tải 2 tấn của Đông Ben, hay còn có tên khác là Đông Ben Q20. Thì sản phẩm này đang ở trước mắt các bạn đây. Nó mang một cái màu bạc như thế này. Cái sản phẩm này thì cũng có 3 màu cơ bản. Thứ nhất là màu trắng sữa như thế này. Kia các bạn sẽ nhìn thấy con Đông Ben 1021 màu trắng sữa kia. Thứ hai là màu bạc và thứ ba là màu xanh giống xanh nước biển như thế này. Thì cái sản phẩm này là một trong những cái sản phẩm mà Đông Ben bán chậm nhất. Tại vì sao nó lại bán chậm nhất? Tại vì hiện tại là cái sản phẩm này hướng đến cái phân khúc khách hàng là những cái chiếc xe trọng tải lớn với cái trọng tải là 2 tấn. Thì cái xe này ra mắt thị trường cách đây khoảng vài năm rồi, nhưng đến nay thì cũng trải qua 3 đợt nâng cấp khá lớn. Và cái số lượng bán ra xe dòng xe này cũng rất là ít. Thế nhưng mà hôm nay mình sẽ cho các bạn thấy những cái điểm mạnh của cái sản phẩm này. Với cái giá trị mà đầu tư và cái giá trị mà nó đem lại thì nó sẽ có phù hợp với cái túi tiền của đại đa số người dùng Việt Nam hay không. Các bạn sẽ nhìn thấy một cái ngoại thành nó không giống bất kỳ một cái sản phẩm nào của Đông Ben. Ở kia là cái chiếc Đông Ben X30 có một cái thiết kế cái đầu khí học gió giống như là chiếc BMW, nhưng cái sản phẩm này thì cái thiết kế của nó đã khác hoàn toàn. Ở đây chúng ta sẽ có một cái logo của Đông Ben đây. Đây là logo chuẩn của Đông Ben. Và cái logo này nó không được có một cái lớp kính ở trên như là sản phẩm X30 và T30. Và sẽ có cái khe gió ở đây. Ở trong này chúng ta sẽ nhìn thấy đó chính là cái lốc của điều hòa. Đây chúng ta có hệ thống đèn bi xi lông. Bên cạnh đó vẫn có cái đèn halogen. Ở đây đèn xi nhan, ở dưới là đèn gầm. Biển bắt vào đây. Ok, cái khoảng cách của cái capo nó cũng rất là ngắn như này. Tại vì máy cũng được đặt ở dưới chân người, cái ghế của người dùng, người lái. Thế nên là ở trên này nó sẽ không để máy ở trên này, nên máy nó sẽ rất là ngắn. Ok, thì xe răng bên nó vẫn có một cái đèn bên hông như thế này. Gương theo mình là nó hơi xấu. Nếu mà Đông Ben làm nó hai thành hai cái khoang riêng biệt ở đây thì nó sẽ đẹp hơn. Ok, về cái sản phẩm này là cái sản phẩm Q20 có cái thùng kín với cái trọng tải là khoảng 1.8 tấn, 1.9 tấn. Cái điểm đầu tiên các bạn có thể nhìn thấy sự khác biệt đó chính là cái sản phẩm này có hai lốp. Cái sản phẩm này có hai lốp và hệ thống dẫn động cầu, và chúng ta sẽ nhìn thấy hai cái hệ thống nhíp khá là riêng biệt, nhíp dưới và nhíp trên, các bạn nhìn thấy không ạ? Hệ thống dẫn động sau cũng rất là dễ được quan sát khi mà chúng ta ngồi xuống như thế này. Đây là bình xăng rất là lớn. Đây chúng ta có thể nhìn thấy máy phát này, rồi là hệ thống máy đằng dưới đó. Thế cái khoảng trống gầm của cái sản phẩm này nó rơi vào khoảng hơn 20 mét, thì cho phép chúng ta lội nước trong cái điều kiện mà khoảng 20 mét, khoảng 20 cm, xin lỗi các bạn, cho phép chúng ta lội nước an toàn ở cái mực nước khoảng 20 cm. Ở đây chúng ta sẽ thấy cái lốp hai bầu lốp như thế này. Lốp của Vilasuki Việt Nam không xăm. Chúng ta sẽ nhìn thấy đây 5 chấu 6 chấu. Ok, chất lượng đúc vành mình đánh giá là cũng rất là tốt, không vấn đề gì cả. Rồi về cái chất lượng thùng thì cũng giống như tất cả các cái sản phẩm khác có trên thị trường mà có cái thùng kín, không khác gì. Chất lượng từ lớp thép cho tới lớp tôn dựng trong của các cái răng cao su ở hai bên này cũng được hoàn thiện rất là tốt. Và đằng sau chúng ta sẽ thấy là hệ thống đèn đằng sau, đèn xi nhan, biển bắt đầu đây. Ở đây cũng có cả thêm cả số khung này, đây là số khung của cái sản phẩm này. Ok, bây giờ mình sẽ vào khoang nội thất cho các bạn xem. Vì đây là một cái sản phẩm mà với cái trọng tải 2 tấn, nên khi mà chúng ta nhìn thấy bề ngoài chúng ta sẽ thấy là nó sẽ to lớn hơn các cái sản phẩm khác của Đông Ben. Ở đây chúng ta sẽ có một cái vô năng này 4 chấu. Đấy, chúng ta sẽ có một cái logo ở đây. Với cái khoang nội thất này thì theo mình đánh giá nó rất là rộng rãi và thoải mái. Ở đây có hệ thống radio FM, âm thanh ở đây. Ở đây chúng ta sẽ có một cái hộp chứa đồ, có điều hòa, hướng gió và hệ thống đồng hồ rất là đẹp mắt như này. Nó sẽ có hai màu, màu xanh và màu đen. Nó sẽ đẹp mắt hơn các cái sản phẩm của Domain X30 và Domain T30. Màu
Ok, ở đây chúng ta có phanh tay, cần số. Tất cả cái sản phẩm này vẫn sử dụng cái lỉ như các cái sản phẩm quen NX30 và T30. Đó, thì mình đã đổ máy lên cho các bạn nghe qua. Thương là ảnh hưởng đến tâm lý. Ok. Thì duy nhất cái dòng sản phẩm 1021 có của Đông Ben là có cái ghế da. Tất cả các sản phẩm này vẫn sử dụng ghế nỉ. À, đây các bạn có thể nghe qua cái tiếng máy của cái sản phẩm này. Em su, nhớ sang hơn. Ok, từ em su cảm ơn. À, như vậy là trong hôm nay này, CCD Việt Nam đã cho các bạn xem qua được một cái sản phẩm mà rất ít người làm video giới thiệu, đó chính là Đông Ben Q20. Thì sau cái video này thì mình nghĩ rằng các bạn sẽ có cái nhìn cận cảnh về cái dòng sản phẩm Đông Ben Q20 này. Đây là một trong những cái dòng sản phẩm mà sử dụng cái bộ máy 1.5 DAM của Đức. Là một bộ máy rất là nổi tiếng và chất lượng nó rất là tốt. Nhiều bạn có thắc mắc mình mà với cái bộ máy 1.5 lít như vậy thì nó có thể tải được tải trọng 2 tấn của cái sản phẩm này không, thì các bạn hoàn toàn yên tâm rằng khi nhà máy đã nghiên cứu và sản xuất ra cái sản phẩm này là họ đã tính toán cụ thể được trọng tải cũng như khi người dùng Việt Nam chúng ta sử dụng full tải thì nó có đáp ứng được hay không. Thì đấy là các bạn hoàn toàn yên tâm. Còn bất kỳ thắc mắc gì các bạn có thể để lại comment ở bên dưới video. Hẹn gặp lại cho các bạn trong các cái video lần sau. Xin chân thành cảm ơn.